Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Đậu An thuộc làng An Xá, xã An Viên, huyện Tiên Lữ có niên đại 2.200 năm, là nơi thờ Ngọc Hoàng Thượng Đế cùng các vị thần tiên. Đây còn nổi tiếng với di tích người mẹ nghèo đánh hổ khiến Ngọc Hoàng cảm kích. Nhân dịp năm mới Nhâm Dần 2022, mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi tìm hiểu về tích đánh hổ và di tích quốc gia đặc biệt Đền Đậu An. Ngày xưa địa hình ở đây là hoang vu, là hổ dữ rất nhiều. Là Ngọc Hoàng cử Thiên Bồng Đỗ Nguyên Phí, Ngũ Lão Tiên Ông cử hai lực sĩ nhưng không đánh được hổ. Sau đó thì mẹ con nhà khó đi đến khu vực này thấy đánh hổ, bà ấy gạt lệ gửi con lao vào đánh hổ bằng một chiếc đòn gánh trước con mắt kinh ngạc của mọi người. Đánh ba hiệp hổ đã gục. Mà thời dịp đó thì Thiên Bồng Đỗ Nguyên Phí và hai lực sĩ mới bắt hổ lột ra chắc đầu mang về lập công. Cái này còn thể hiện một cái tinh thần thượng võ của phụ nữ Việt Nam, một cái tinh thần đoàn kết giữa thiên thần và nhân thần. Khó khăn nào mà đoàn kết, quyết tâm đều có thể thắng được. Đền Đậu An được tọa lạc trên thế đất hình đầu rồng linh thiêng tại thôn An Xá. Các hạng mục của ngôi đền mang đậm dấu ấn nghệ thuật thời hậu Lê, đan xen thời Nguyễn. Ngoài kiểu kiến trúc cổ kính, đền Đậu An còn lưu giữ được nhiều di tích cổ có giá trị nghệ thuật và thẩm mỹ. Nổi bật và đặc sắc nhất phải kể đến tòa tháp cửu trùng bằng đất nung được xây dựng từ thời Lý Trần, vừa qua đã được công nhận là bảo vật quốc gia. Một cái đặc biệt là chúng ta có cái đền Đậu An. Ở cái đền này, cái tháp của nó còn giữ lại cho chúng ta rất nhiều cái hoa văn, cái hình trang trí mà ở đấy không chỉ để làm đẹp cho tháp mà nó còn nói lên cái tâm hồn của người Việt, cái ước vọng của con người muốn gửi qua cái tháp đó lên cái đấng tối thượng hãy vì con người mà ban phát ân huệ. Bên cạnh những di sản văn hóa vật thể quý hiếm như tháp cửu trùng, khánh đá, đền Đậu An còn có một di sản phi vật thể vô giá đã và đang được lưu giữ trong tâm khảm người dân địa phương và du khách, đó là phần lễ hội. Hàng năm từ ngày mùng 6 đến ngày 12 tháng 4 âm lịch, lễ hội đền Đậu An diễn ra với những nghi lễ truyền thống làm náo nức lòng người gần xa. Đặc biệt, ấn tượng nhất phải kể đến việc người dân diễn lại tích mẹ nghèo chiến thắng hổ dữ. Tiêu chí để chọn những người vào đội đánh hổ, nhất là mẹ khó, là gia đình đầy đủ, vợ chồng, ra con cái là chăm ngoan, có tâm đối với đền và có đức, được dân làng quý mến và đồng ý để cho được vào cái đội đánh hổ. Với quần thể kiến trúc độc đáo, đậm chất văn hóa dân tộc và lễ hội mang đậm nét đặc sắc của văn hóa dân gian vùng Bắc Bộ, di tích lịch sử quốc gia đặc biệt đền Đậu An là một trong những địa chỉ nổi tiếng linh ứng. Hàng năm, nhân dân khắp nơi đến đây để dâng hương, chiêm bái, cầu bình an và mong có được sức mạnh để vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống.